Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Hé lộ cô gái lạ mặt xuất hiện trong tiệc Running Man là người quen của Lan Ngọc, có đẹp hơn Thúy Ngân. Dàn cast quen thuộc của chương trình Running Man Việt Nam 2021 chưa là chạy và các nghệ sĩ khách mời đã có một bữa tiệc sôi động, nhiều cảm xúc tại Hạ Long. Bữa tiệc cũng là sự kiện kết lại một mùa Running Man Việt Nam chơi là chạy với nhiều tranh cãi. Ngoài Ngô Kiến Huy, Chun Phạm, Thúy Ngân, Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Lan Ngọc, sự kiện còn có sự góp mặt của Jun Vũ, Khả Như, Hòa Minh Di. Nếu như thông tin về Hòa Minh Di, Khả Như đã được tiết lộ từ mấy hôm trước, riêng thông tin về Jun Vũ thì mãi đến hôm nay mới được ekip sản xuất công bố. Diện chiếc váy gợi cảm, Jun Vũ xuất hiện tươi tắn bên dàn cast chính thức. Tuy nhiên, chiếc váy của Jun Vũ vẫn chưa hở bạo bằng váy mà Thúy Ngân khoác lên người. Nói về độ trễ nải, sexy thì Thúy Ngân vẫn là số 1. Cũng trong đêm tiệc này, các thành viên Running Man Việt Nam 2021 chưa là chạy gồm Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Chun Phạm, Liên Bình Phát, Lan Ngọc và Thúy Ngân cũng có những chia sẻ tâm sự về chương trình. Khi nhắc tới việc kết thúc mùa 2 tại đây, Lan Ngọc đã có những khoảnh khắc bồi hồi xúc động. Cô thay mặt dàn cast bày tỏ tình cảm với chương trình và khán giả. Đồng thời, đây sẽ là một chặng đường đáng nhớ của dàn cast và các thành viên trong ekip. Để khuấy động buổi không khí, Chun Phạm đã mang đến bản hit "Đây là một bài hát vui vô cùng sôi động". Nam ca sĩ không ngại đứng lên quẩy nhiệt tình khiến cho mọi người cũng chẳng thể ngồi yên. Đảm nhận vai trò làm nóng không khí giữa thời tiết Hạ Long giá lạnh, DJ Mie cũng có một phần trình diễn tràn đầy năng lượng không ngần ngại. Các mỹ nhân Lan Ngọc, Thúy Ngân, Khả Như, Hòa Minh Di và Mizu đã thật sự hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động.